Rồi, xin kính chào toàn thể anh em đến với kênh YouTube Phụ Tùng Rải Xe Lắm Quỳnh 110. Dạ, em tên là Lắm, số điện thoại của em là 0939530347. Thì hôm nay em rã món con quay thái 110 đời 99. Xe này đầu nội rin chất anh em. Đồ là tương đối là đẹp. Thì sau đây em sẽ đi vào chi tiết và báo giá cụ thể cho anh em luôn. Thì anh em mua hàng bên em thì vui lòng cọc phí ship ha. Khoảng chừng 100-200 ngàn thì em sẽ ship code, là em sẽ thu hộ phần còn lại. Còn anh em không có cọc thì em không có ship code thì mong anh em thông cảm ha. Rồi, không làm mất thời gian của anh em á, sau đây em sẽ đi vào chi tiết ha. Thì đầu tiên là đồng hồ. Đồng hồ quay thái 110 đời 99. Nguyên rin. Full chức năng, nền đẹp. Là cái này em test kỹ rồi ha, full chức năng ha anh em. Đây, kim rin đây có cái gờ ở dưới này ha anh em. Có cái gờ này ha. Rất là đẹp anh em. Cái này anh em vô xe khá khá tiền được ha. Thì bát móc nè là đầy đủ hết luôn. Cái này hơi mắc tiền nên em gỡ ra cho anh em xem cho dễ. Rồi, em quay cái mặt kính xong cái em đậy lại cái để em mới quay cái đít nha anh em, để quay cái gãy kia muỗng. Mặt kính này có hơi mờ mờ nè anh em, về vệ sinh nha. Đây, kính rin theo xe nè ha. Không có gãy gì hết ha. Rồi, anh em đợi em xíu em lắp vô một cái. Rồi, tiếp tục ha anh em. Đây, anh em về mà vệ sinh cái kiến này ra nó đẹp mà nó hơi mờ mờ nè. Ố ố nè. Em gấp quá em chưa có vệ sinh được. Hôm nay em gói đơn của chiếc xe hôm qua chưa rồi đó anh em. Còn một vài đơn anh em thông cảm đi, thì mời em gói tiếp ha. Đây, ghét rõ luôn ha. Ngày 7 tháng 9 năm 99 ha anh em. Đồng hồ này nói tóm lại là rất là đẹp nha anh em. Đặc biệt là mấy con ốc này còn rất là sáng ha. Đây, tiền nào của nấy anh em ơi. Thì dây nhợ nó là xe này khá tiền ha, nên em bán đồ nó cũng hơi cao cao một tí xíu nha anh em. Thì anh em cũng cố gắng, thì anh em thấy món nào được anh em mua ủng hộ giúp em ha. Thì em bán hàng là không có bao ship và cũng không có bớt anh em. Giá trên này em đã canh giá là báo giá sát rồi. Anh em mình thí dụ mình thấy được là mình chốt một tiếng đến với nhau rất là mau luôn. Thấy được là chốt cho nó dễ anh em. Rồi, đồng hồ là đẹp hết luôn. Đẹp quá anh em ơi. Kim rất là đẹp ha. Đồng hồ này em báo giá với anh em là 1,6 triệu nha, full chức năng. Bao không rung kim ha. Rồi, tiếp theo. Cặp cùm 99 còn rất là đẹp. Đây, kéo e còn chữ ha. Rẽ trái rẽ phải này chữ thanh nè, còn nè ha. Kiểu cộm ha, còn hơi hơi nè ha. Anh em về cái nút này còn đỏ nghe nè. Anh em kỳ kỳ ra là còn đỏ tươi nha. Em chưa có vệ sinh, chưa có động đậy gì tới luôn. Chữ ta là còn nguyên xin, nguyên si luôn ha, chưa mất chữ nào hết. Dây nhợ rất là đẹp anh em. Nói tóm lại thì xe này nó khá tiền nên là đồ nó đẹp. Rồi, dây nhợ nó cũng không đứt nói luôn, còn rất là dẻo luôn. Thì cặp cùm này em báo giá nó hơi cao tí xíu ha. Cặp cùm 99 750 anh em. 750. Rồi, tiếp theo là tới bi đông sò khỉ. Thì bi đông sò khỉ này đẹp nha. Sò khỉ rất là đẹp. Anh để em mở đèn led cái. Rồi, sò khỉ rất là đẹp luôn ha anh em. Còn chấm sơn luôn ha. Gù này là người ta có bọc inox rồi, anh em về tháo ra còn đẹp ha. Không có bị kiểu như là nó bị trầy á, trầy mất thịt rồi không có. Rồi, tay thắng nè. Anh em ren còn luôn hết em. Ren. Rồi, gù bên đây cũng vậy luôn. Anh em về chỉ cần hai cặp bao tay vô nó là đẹp. Thì quan trọng chỗ này nè anh em. Rất là đẹp ha anh em. Con tán sò khỉ chưa bắn ra luôn ha. Râu còn đủ hết ha. Quá đẹp anh em. 600 ngàn hết anh em. Thường thường em bán 400 à. Cái này phải giá nó phải cao anh em ơi. Mong anh em thông cảm ha. Tại cái đồ nó đẹp. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo là tới bách nạ bách lòng. Bách nạ là bách nạ đùm đời 99 anh em. Có cái râu này ha. Thì em vẫn tặng cho anh em là hai ngóc bắt bách nạ luôn. Ngóc bắt càng luôn. Càng này không phải càng riêng này ha. Bao răng cỏ cho anh em mà ha. Nào.
Rồi, cái cáp bách lòng này rất là đẹp anh em. Nè, bách lòng này tới tiền luôn ha. Con ốc bắt bách lòng mà chưa mở ra lần nào luôn nè. Lòng rất đẹp ha. Đây, bên đây cũng đẹp anh em. Cái này anh em về vệ sinh thêm nữa ha. Còn đẹp nữa nghe anh em. Cái này là em chưa có vệ sinh kỹ gì hết. Mới rửa nước sơ sơ thôi. Thì combo bách nạ bách lòng này em bán anh em giá là 300.000 ha. Bằng giá tiền người ta bán cái bách nạ rồi, còn em bán bách nạ bách lòng 300 ha. Rồi, tiếp theo. Chẳng ba. Ba này là bao ngay thẳng anh em. Hồi trưa em có chụp hình đăng Zalo, Facebook rồi đó. Thì cái dè nó ngay băng luôn nha anh em. Nhưng mà nó có hơi đốm đốm xét nè ha. Rồi, 300.000 anh em. Không đẹp thì mình bán 300 thôi. Rồi, tiếp theo là cái cặp phuộc trước. Cặp phuộc trước là đời 99, có sơn lại rồi. Đây. Hồi nãy em có nhúng thử là trên xe là hơi hám ngon lành anh em. Hình như nó không có xì anh em. Thì nói tóm lại là cặp phuộc này em bán anh em giá là 400. Tuy nó chỉ bị rỗ tới đây thôi, còn lại là đẹp hết nè. Đẹp này ha. Cái này anh em về lắp xe cũng được, anh em muốn sơn lại thì sơn. Tùy anh em thôi, chứ em thấy thì nó không có trầy. Rồi, xe này người ta có sơn cặp bánh rồi nè, bắt cầm đùm liền lại rồi ha. Tới đây ha, có đốm đốm nè, tới đây ti này ti 99 ha. Rồi, cặp phuộc này 400 ha anh em, cũng nhảy là im máy luôn, là KETHM nè anh em. Khó khỏi quá. Đây KETHM ha. Rồi, còn cái đùm trước này anh em mà mua thì em bán anh em giá là đùm má đùm là 300 ha. Còn câm niền này em xả ra anh em ơi, câm niền là Gucci rồi này, bắt thắng đẹp luôn ha. Đùm má đùm 300 về khỏi sơn anh em. Đùm má đùm trước 300 ha. Còn câm niền này em tháo ra, tại em hứa tặng cho bà chị cặp niền rồi. Rồi, tiếp theo là tới ổ khóa anh em ơi. Ổ khóa này, ổ khóa riêng theo xe đời 99 ha. Thì tình trạng là cái chìa này chìa mới anh em, không phải chìa của nó nghe nè. Anh em về thì tóm lại là làm lại anh em. Đây. Thì ổ khóa 99 thì em bán anh em giá là 150.000 anh em. Đây. 90GB44 nha, mã 44 nha. 150.000. Rồi, tiếp theo tới món khác. Xe này bị lai bình xăng con nghe nè. Rồi em cũng không có thời gian vô cái bình xăng nữa. Để vậy luôn. Cái boe là còn đét luôn anh em. Năm 1999 đét rõ luôn ha. Thì em sẽ bán lẻ thôi anh em ơi. Có gì mình bán nấy. Cái boe này em báo giá với anh em là boe 99 đét còn rõ hả. Rồi, cái boe này em báo giá với anh em là 400.000. Còn xác xị 99 là 300 anh em. Nè, ống hơi đầy đủ luôn, khung treo xác xị đầy đủ luôn, thì 300 ha. Còn co xăng này thì em sẽ bán chung cái đầu lòng ha anh em. Co xăng này, đầu lòng này chưa có giật co xăng ra nha anh em. Ốc rất là đẹp ha. Em sẵn quay đầu lòng cho anh em luôn. Xe này là qua lăng là chưa có bắn ra luôn anh em. Đầu TH trừ mấy ta? Đầu TH trừ 3 ha anh em. Nắp còi số 8 luôn ha. Nhưng mà lòng nó là lòng 2000 nha anh em. Lòng nó KFL. KFL trừ 2. Đây. Lửa là chưa bắn ra luôn ha anh em. Quên mở nắp này rồi. Rồi, còn cần số với cần thắng này thì có ông anh chốt rồi, thì em cũng quay sơ cho ông anh xem hay được không. Giá nó hơi cao nha ông anh. Cần số cần thắng này đời 2000. Tóm lại là gai không có mòn luôn. Gai không có mòn ha. Đầu tròn không mòn luôn ha. Cái này dính dơ nha, vệ sinh ra hết nha. Xi rất là đẹp luôn. Cái này em chưa có vệ sinh gì hết. Đây, rồi cần thắng luôn. Cần thắng này tới tiền luôn anh em. Thì sẵn em báo giá luôn cho ông anh luôn ha. Cần thắng cần số này là 1 triệu ha. Giá này rất là dễ chơi rồi anh em. Rồi, còn gác chân 2 tầng này thì 300.000. Nhảy thẳng cho anh em luôn nè.
rồi phun con đầy đủ, nhưng mà em lấy cái chống nghiêng lại nha, tại vì có ông anh cũng dặn em cái chống nghiêng rồi, chống nghiêng riêng theo xe nè. Rồi em bán cái gác chân hai tầng này 300 hết em. Rồi tiếp theo là bộ ba nắp, bộ ba nắp lóc này thì em bán anh em giá là 550 ngàn, nhầm hết em, 550 ngàn. Quên đẩy cái nút lại để hỏi mất tiêu. Bộ ba nắp này 550 ngàn, được cái nắp lửa đẹp, còn nắp nồi nó cũng đẹp nè. Thôi cái này để coi cái. Rồi để tháo xuống kiểm tra đây nè. Nè, nắp nồi nó không đẹp ha. Bán cho anh em lấy phôi về sơn sơn lại nắp nồi 550 ngàn. Rồi ở đây em có một cái nắp chụp nắp nhựa chụp nồi đời 99 ha nè. Nay em quay hơi trễ nha. Hơi tối chút xíu, tháng 8 năm 99 nè. Thì tình trạng là không có nước vỡ gì hết trơn luôn. Không có nước ha. Rất là đẹp luôn, cực kỳ luôn. Cỡ này nè thôi. Anh em về spa ăn cái là phải đi tìm đối thủ luôn anh em. À. Không những có đẹp thiệt anh em ơi. Coi nè. À. Tặng kèm cho anh em ba con ốc bắt cái nắp nắp chụp nhựa này luôn, hết đang mung luôn hết anh em. Thì nắp chụp nhựa bên nồi này em bán 250 nha anh em. 99 nha, 250. Cực kỳ đẹp ha. Rồi, còn mô bin chụp này là em báo giá với anh em là 700 ngàn. Mô bin này đời đầu 99 ha, không có đét bên trong luôn. Bao lửa củi cho anh em không nứt luôn. Đặt anh em coi cái bát nó dạng khè luôn anh em. Không? Còn này là nó dạng giống như nó dơ nha anh em. Đánh bóng lên một cái là bóng ngời luôn nha, em không có vệ sinh gì hết. Rồi, còn cái tẩu này rất là đẹp luôn. Tẩu riêng theo xe. Nè, còn 1999 ha, dây rất là đẹp nha. Nè, không có bị gãy nha, còn cái cây ngang đó nè, đó ha. Bao cứng nha. Rồi, mô bin chụp này 700 ha. Mô bin này là đầu 99 nha, bên trong nó không có đóng đét. Rồi, còn củ đề này chưa mở. Bao im máy cho anh em. Rất là im nha anh em. Chưa mở nè. Đây. Củ đề này 99 nha anh em. Tem rất là đẹp luôn. Còn dây nhợ nè. Thôi dây nhợ thôi khỏi nói anh em. Đây để em quay qua để coi. Nè, cái bát này cực kỳ luôn ha, ăn tiền luôn ha anh em. Hồi nãy em có nhúi này ra coi nè anh em, chưa có dấu ốc mở nha anh em. Đây. Cho chắc ăn. Thì thông thường thì lửa chưa mở thì củ đề nó chưa có mở, nhưng mà mình kiểm tra kỹ lại cái. Củ đề này em báo giá với anh em là 1,2 triệu ha. Trên xe là êm ái nha anh em. Xe này lỗi cái chuột cắn gì đứt cái dây lửa chút xíu rồi nè. Chỉ như đó, dây lửa rất là mềm luôn. Dây báo số cũng mềm luôn. Rồi tiếp theo là combo IC sạc chớp là le. Xe này được cái cục sạc 9.9 anh em. Và cục IC này 9.9 luôn. Thì combo IC sạc chớp là le này em báo giá với anh em là 1 triệu. Bao sóng nha nè. Cái rờ le nè. Dằn nghính luôn ha nè. Đây có cái bao nè. Còn dơ quá. Đầy đủ ha, bao sóng anh nè. Xe này bô tàu anh em, bô tàu mở lủng nên nổ tiếng nghe hay quải tèo luôn. Rồi bình xăng con lô nữa. Nó mất hai điểm này anh em. Máy cực kỳ êm luôn ha. Không có tiếng gì lạ luôn, không có tiếng sinh cam luôn anh em. Tóm lại là máy cực kỳ luôn nè. Coi ngóc chỉnh nồi nè. Chưa có dấu luôn. Rồi, IC sạc chớp là le là báo giá cho anh em là 1 triệu. Rồi tiếp theo là tới cái giò đập máy. Giò đập máy này căng nha anh em. Nè, con ốc số 8 đẹp nè ha. Xì cực kỳ vip luôn. Cái đầu nè, rất là đẹp. Và cái da này cũng đẹp luôn. Cái phần da nè, chữ... cơ rất là cứng luôn. Sáng bóng luôn ha anh em. Nè, chỗ này cái gì ta? Có hơi xèo thẹo nhẹ chút xíu nè anh em. Mặt đông ha. Còn mặt ngoài này xi rất là đẹp luôn ha anh em. Thì cái giò đập máy này em bán giá hơi cao chút xíu nha anh em, 250 ngàn nha anh em. Rồi tiếp theo là cái combo học bình, học bình lường nước cấp đồ. Là cái đuôi biển số này nó hư anh em ơi. Học bình lường nước cấp đồ là 350 ha anh em. Học bình tem rất là đẹp luôn ha. Học bình cấp đồ cũng đẹp luôn ha anh em. Cúp đồ đẹp ha.
những cái lường nước, có đường biển số lỗi anh em. Rồi còn cái cản này thì ông anh ông chốt luôn rồi anh em ơi. Đấy, em thường thường em ít đăng Zalo vậy, em đăng Zalo thì anh em chốt thì em đăng bài nó không được tròn, không tròn chiếc xe, nhưng mà nói chứ anh em mà chốt thì em rất là cảm ơn. Cản theo xe, chỉ cái cản này chắc em báo giá riêng với ông anh đi, cái này không có nhiều tiền, chú ý hai cái món kia nó hơi cao. Rồi tiếp theo là cặp các chân sau, cặp các chân này đẹp anh em, cái cao su này là còn riêng nè, cao su các chân này riêng theo xe luôn nè, cho anh em về làm lại ha, lỗ cứ ngắt luôn ha. Đây luôn bách sắt ha, cặp các chân này em báo giá với anh em không có sợ nha anh em, 250 nha anh em. Cặp chân đời 99 ngắn 250.000, hai cục cao su riêng theo xe chưa sợ. Rồi 250.000. Tiếp theo là cái phuộc sau, phuộc sau mà lai tiên anh em, về xài luôn anh em, rất là đã luôn. Nói tóm lại là về xài ti mới ton nè, cái chân keo rất là đẹp luôn anh em. Lò xo nè, mặt ngoài này là không có hẹo ha, nè anh em nhìn thấy không có thấy dấu cấn lò xo luôn anh em. Không thường là người ta có bị cấn thịt ha, còn này không có luôn ha, ống đẹp luôn ha. Còn mặt trong mà có là nha, nè thì em quay cho anh em xem chứ em có giấu giếm gì hết cho dễ nè, bên ngoài rất là đẹp nè, thì mặt tiền vậy thôi chứ ha. Rồi bên đây cũng vậy luôn, chân keo rất là đẹp luôn, lò xo nè, lò xo cái chiều này là không có bị cấn nè, ống đẹp luôn nè ha. Thì cặp phuộc sau này em báo giá cho anh em mà 500.000 nha, ti về xài luôn nha, không có xì nha nè. Bên kia cũng vậy luôn, không có xì. Rồi tiếp theo là gấp hộp sên, gấp hộp sên này đời 99 xài ống chỉ ha, thì sơn rin tem rin, nhưng mà có tróc tróc là anh em về có miếng băng keo hai mặt á, anh em dán vô trước một cái rồi anh em dán lại ha. Thì anh em mà nếu muốn lấy mấy con ốc số 10 này là bốn ốc bắt hộp sên này thì nói em trước, tại có khi em rã em để vô trong bán chung nhóc, em anh em nói em trước thì em để lại. Thì nè để tre nè nè, gấp hộp sên rất là đẹp anh em, cái này vô xe mọc được ha, khỏi sơn anh em, cái này nó hơi đốm đốm thì chuyện bình thường anh em, theo xe mà. Cái màu sơn đời 99 nè, để em quay cho anh em xem ha, có coi quá ta, 99 anh em. Thì gấp hộp sơn thì tặng kèm cho anh em bốn con ốc này, bốn ốc này cũng tiền không anh em nè, đẹp ha. 1.2 triệu anh em, giá nó hơi cao nha, tại xe này nó còn hơi cao tiền, xe này sườn tới chỉ luôn anh em, hồ sơ đang rút anh em. Gấp hộp sên tặng cho anh em cốt gấp luôn, bốn ốc bắt hộp sên luôn, 1.2 triệu anh em. Rồi còn gì nữa ta, tiếp theo là cái đuôi đèn lái, đuôi đèn lái riêng theo xe đẹp, khỉ rất là đẹp luôn. Có này nó có hơi trầy đen chút xíu nè, anh em về xà ba lại ha, anh em lấy nhắm diễn 800 á, anh em xả nhẹ ăn cái rồi anh em đánh bóng lên, lia lại ăn cái là bóng ngời. Đây còn miếng kiến ở dưới luôn ha, à, chữ rất là đẹp ha, đuôi bóng đẹp luôn nè, tặng cho anh em hai hóc hai con luôn. Dây nhỏ không đứt nối luôn. Thì bên đây có hơi trầy nè, trầy nhẹ, anh em về mấy này anh em về xà ba là hết ha. Thì 350 anh em, còn anh em muốn em spa luôn thì 400, bao vip cho anh em. Rồi còn gì nữa ta, rồi thùng xăng lớn Bách Yên anh em, thùng xăng lớn này đời 99 ha, sơn riêng đẹp. Rồi thùng xăng lớn này 99 sơn riêng đẹp, nắp xăng cực kỳ vip luôn à, tới luôn anh em. Còn Bách Yên á, thì bên đây á là có hơi xét nè anh em, có hơi hơi rồi ha, vậy cu luôn nè. Còn bên đây là đẹp luôn, không có gì hết. Để gà thì nó có cái răng, có cái lằn này thôi chứ không có răng nứt gì hết ha. Nè, ba ngón ốc bắt Bách Yên là hơi khủng khiếp luôn. Xe này là yên riêng anh em, mới mở lần đầu luôn, em mới mở mấy ngón ốc này ra luôn. À, ông anh ông chốt cái yên rồi, bữa ông qua chơi ông thấy ông chốt rồi. Phun xăng lớn này rất là đẹp nha. Thì phun xăng lớn Bách Yên này em báo giá với anh em mà 800.000. Là 800.000 là gồm gì, thùng xăng lớn Bách Yên, rồi ống xăng luôn ha, ống xăng nè, full ống xăng, rồi báo xăng thì báo xăng riêng này ha, vậy không có đứt nối đâu,
Đây không được nói nha, 800 giá này rất là dễ chơi anh em. Rồi còn gì nữa ta? Xe này bộ giấy em bán anh em giá 6 triệu ha. Anh em nào chốt thì chuyển khoản em khoảng chừng 5 triệu. Chừng nào rồi em giao sườn lóc ha, chừng nào có hồ sơ á thì em ký qua anh em. Mà lưu ý là anh em chỗ địa phương anh em phải ký nối nhập được nha. Tại cái này hồ sơ rút về thẳng ngay tên em rồi. Em chỉ ký một cái hợp đồng mua bán sang cho anh em thôi. Rồi cái này xe này còn gì nữa ta? Đường dây điện để em tháo ra em kiểm tra rồi em mới báo giá với anh em ha. Rồi sau đây em sẽ quay cái dàn áo anh em. Dàn áo thì em cũng bán đậu đèn rồi, hai ốp dai rồi. Giờ còn nhiêu bán nhiêu anh em ơi. Rồi đầu tiên em bán cái đuôi bóng trước anh em. Đuôi bóng pha đời 99 bao vip cho anh em. Nè, cái này nó chưa có miếng chải đâu ha. 99 anh em chứ không phải 2000 anh em. Đây, chưa miếng chải đâu ha. Nè, cái bao da không rách nè. Bụi vô mắt nè. Rồi cái đuôi bóng là tới công chuyện luôn anh em. Em nói là xe này nó vip anh em. Đây. Cái màu anh em nhìn thấy là thấy kết liền ha. Rồi. 300.000 anh em. Tiếp theo là cái bóng rin. Bóng rin theo xe. Ở đóng bụi. Anh em đợi em cái. Thì cái này nó có hơi nám nè anh em thấy không? Nè. Hơi ha. Đẹp hết nè. Cái này nó không có chảy nhiều ha. Nhầm bóng nó tè le ra luôn. Cái này anh em không có so được với bóng tồn nha anh em. Bóng tồn thì nó mới, nó phải đẹp rồi. Còn này người ta đã xài hai mấy năm rồi. Bao gom hết anh em. Nhưng mà anh em đi trá lô thì không biết nha. Chứ còn trá riêng theo xe là bao gom cho anh em. Hai tim còn đủ hết anh em. Hai tim còn đủ ha, chỉ hơi đấm đấm mờ ha. Bóng này 300 luôn đi anh em ơi, cho nó dễ. Rồi tiếp theo là em quay cho anh em cặp xi nhan với cái chá này là cực kỳ vip anh em. Hầu như không có răng luôn anh em nè. Không có răng ha, để góc cạnh nghiêng mà không có răng ha. Đẹp luôn ha. Thủy bên trong anh em nhìn thấy nè. Không có dấu chảy anh em. Nay em quay tối quá hơi khó coi anh em. Không có chảy nè ha. Dưới này đẹp luôn ha. Rồi em quay mấy trăm ha. Thì hai cái bát này còn đủ nè ha. Nè coi anh em coi ngóc nè. Rồi với cái chân của bóng nè ha. Không có dấu chảy nè ha. Coi mặt trong này dễ hơn cái nè. Rồi còn đủ hết luôn ha. Chá nhanh này em báo giá với anh em là 1.200.000 ha anh em. Giá nó hơi cao một chút xíu nha. Tại vì đồ nó đẹp. Thì anh em nào kết alo em chứ đừng có ném đá tội nghiệp em nghe anh em. Đồ mới giờ có 500 mấy vậy anh em. Chá có 500 mấy. Còn đầu đèn này em bán cho anh em rồi, cho ông anh rồi. Thôi khổ báo giá đi, chứ để báo giá nữa. Họ cũng chửi em chết luôn. Ôi trời rớt cái phòng. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là tới cái lường giữa. Lường giữa này tem có mất hết một chút xíu anh em. Tem rin nha. Bên đây có... À, có hở chút xíu này anh em. Để hộ em dán, em chấm miếng keo vô. Đây. Còn bên đây là còn nguyên. Ủa bên đây mới có hở nè. Rồi, vậy xong rồi nãy mới bị nứt rồi anh em ơi. Bị nứt rồi để hộ em chấm miếng keo vô ha. Ở dưới này không nứt ha. Còn đen ha nè. Em chấm miếng keo vô ha. Rồi, cái lường giữa này em bán anh em giá là... quên nữa, hai cái cửa này không gãy luôn nha anh em. Nè, còn nguyên luôn nha. Cái này để hồi em chấm miếng keo vô cái này rồi. Đây còn này ha. Này cái này có dấu em chấm keo rồi nè ha. Đường giữa này em bán anh em giá là 350.000 anh em. Vô xe rất là lịch sự luôn. Này còn đen mung nữa ha. Cửa này còn luôn rồi nha. 350.000. Rồi để riêng đi. Để hồi nó cắn nó bể nữa. Vậy nãy chắc vợ em nó chùi nó bị nứt rồi anh em. Uổng quá. Rồi tiếp theo là tới cặp bẩn. Bẩn này bát này còn ha. Sơn riêng nha anh em. Đây có mất gót chút xíu nè ha. Đây còn được ha. Gãy cái móc này anh em. Thì, xe này là áo và tem riêng sơn riêng ha. Không có chậm tút gì hết. Vô bò nè. Đời 99 ha. Còn đủ ha anh em. Rồi. Qua bên kia. Bên kia thì bên đây nó bị nứt nè chỗ này.
này ha, cũng là sơn riêng luôn. Cái này anh em về thấy chưa, anh em giá nhẹ chỗ này anh em dặm thôi là có thể là anh em vô xe mọc được luôn. Gãi cái móc này ha, cái này thì không quan trọng anh em, anh em lắp bên trong được, vẫn còn cứng anh em. Cái gót bên đây thì đẹp rồi anh em, gót bên kia bị mất gót ha. Rồi bên đây khô bọt đầy đủ nè ha. Theo em thấy thì cái bộ áo này là anh em chỉ cần dặm ở chỗ này nè, rồi anh em giá chỗ này là anh em dặm lại là anh em vô xe luôn, khỏi sơn cũng được. Thì cái cặp bẩn này ở cái này móc này còn nghe anh em, cặp bẩn này em báo giá với anh em là 900.000 hả anh em. Thôi 800 đi anh em ơi, nước hết này 900 đi, 800 đi, 800 về anh em bỏ ra khoảng chừng 100.000 ha. Anh dặm em dặm này lại là xong rồi. Tiếp theo là thân sau, thân sau thì cốp này là đẹp nha. Đây. Đây. Quay mặt trong luôn nè ha. Đét 99 ha. Rồi mirror đẹp luôn ha, hai cái món này ăn tiền anh em nè, bát còn đủ ha, mirror đời 99 luôn ha. Rồi cái miếng này cũng đẹp luôn anh em, này chỉ trầy đen chút xíu ha, tem là tem riêng nhưng mà có hơi bay màu rồi. Đây còn nè ha, bát trên thùng xăng dưới thùng xăng còn đủ nè, bát đây còn đủ nè ha, đây cũng còn luôn ha, nhưng mà ở đây có lỗi chút xíu rồi nè. Này về anh em phải kiếm một cái thân nào có cái lỗ này anh em đắp vô ha, đắp nhẹ vô để sơn riêng luôn. Rồi cái này tem được cũng có trầy chỗ này chút xíu nè. À, quay cho anh em xem tem ở bên đây còn đỏ hơn. Thì thông thường thì bên cốp nó sẽ bay màu nhiều hơn anh em, bật chống nghiêng á thì đậu thì mấy bên kia nó sẽ bay màu nhiều hơn ha. Rồi em lấy anh cái mặt nạ ra luôn em, đây còn đủ ha. Rồi đây là cái bát trên thùng xăng nè, bát dưới thùng xăng còn đủ luôn. Thì em bán cho anh em full cái thân sau này là 1.000.000 ha anh em, 1.000.000. Còn này là 800, điểm là 350. Rồi đây có mặt nạ nè, hôm hổm em đăng Zalo mà em không bán, này em mới bán nha anh em. Thì mình bán chung xe cho nó dễ anh em. Mặt nạ này là mặt nạ đời 99 ha, tem riêng nè anh em, là tem gợn sóng nè ha, có răng cưa nè, sơn riêng ha. Cái này giờ anh em bắt thêm nha, hôm hổm em có làm sơ sơ họ để hôm rồi nó bụi nè, đặc biệt là mấy cái bát còn đủ hết nè, hai bát dưới còn nè, ba bát bắt là cứng ngắc luôn ha, không có bị gì ha. Đời 99 ha, đây còn nè ha, còn cái kẹp sẵn luôn anh em. Mặt nạ này 750.000 anh em, tem này giờ khó kiếm anh em, tem 99 mà cỡ này ha, rất là đẹp ha. Cho anh em về vô xe mọc nha, cái này không có sơn anh em, 750.000. Rồi em vừa báo giá xong con xe quay thái 110 đời 99, thì có một số món giá nó hơi cao, thì mong anh em ví dụ thấy mình hợp nhãn thì alo ha, alo kết món đó ha. Chứ em bán cái xe này nó cũng hơi cao, em bán giá nó cũng hơi nhích lên chút xíu, thì mong anh em thông cảm ha. Rồi anh em kết món nào cứ alo cho em, số điện thoại của em là 0939530347. Thì xe này được cái đồ nào là riêng ha, còn đồ nào người ta sơn lại thì sơn lại thôi, thì em cũng nói rõ trong video rồi ha. Rồi, hân chào anh em.